Sau hơn 4 năm kết hôn á, thì vợ chồng chúng mình vừa chào đón một em bé. Và em bé của chúng mình hiện tại đã được 1 tuổi rồi. Cả mình và chồng mình đều không phải là người Sài Gòn. Tụi mình đến đây là để học tập, làm việc, lập nghiệp rồi định cư ở đây luôn. Trong suốt cái hành trình chào đón và nuôi dưỡng em bé cho đến hiện nay á, đều là do hai vợ chồng mình tự quyết định và sắp xếp hết mọi việc, không có nhờ sự trợ giúp từ hai phía ông bà nội ngoại. Mình biết là ở ngoài kia có những cái thế hệ anh chị đi trước đã làm được cái điều đó rồi. Hiện tại thì cũng có những cái cặp vợ chồng khác như vợ chồng mình đang thực hiện cái điều này. Và tương lai thì cũng sẽ có những cái bạn trẻ đặt cái mục tiêu là tự chủ trong cái việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái. Tụi mình hy vọng là kênh của chúng mình sẽ truyền được những cái cảm hứng tích cực cho các bạn, để phần nào đó dần dần thay đổi được cái thực trạng cha mẹ hết chăm sóc con rồi lại phải chăm sóc cháu. Mình biết là cái lựa chọn này nó rất là khó khăn, đòi hỏi tốn nhiều thời gian nè, công sức, tiền bạc, và đặc biệt là cái sự thấu hiểu, đồng cảm, giúp đỡ và bao dung giữa vợ chồng với nhau. Nhưng mà đây thực sự là một cái khoảng thời gian rất rất là tuyệt vời. Nó giúp gia tăng được cái sự kết nối giữa cha mẹ với con cái và giữa hai vợ chồng bạn, tạo dựng nên một cái gia đình hạnh phúc để cho con có một cái môi trường phát triển lý tưởng trong những cái năm đầu đời. Cũng là một cái tiền đề cho một xã hội phát triển văn minh hơn. Tại vì như bạn cũng biết thì gia đình là những cái tế bào của xã hội. Kênh của chúng mình thì sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm khi mang thai nè, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái, và làm sao để trở thành một người bạn gần gũi mà con luôn luôn có thể tin tưởng được. Song song đó thì chúng mình cũng ghi lại những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống thường nhật, qua cái lăng kính đơn giản hóa mọi việc và suy nghĩ tích cực để giúp cho mọi người có một cái cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Tại vì hạnh phúc là một cái hành trình chứ nó không phải là một cái đích đến. Đừng quên nhấn nút subscribe và đồng hành cùng gia đình chúng mình nha. Bye bye mọi người. I made a list of promises to you. I just had to write them down and say them out loud. I feel so lucky that God gave me you. Lift up everyone around. I can't believe what I found. Manon, will you take my hand? Just smile and say, catch me if you can. I wanna take the longest trail with you. The one that starts right when we say I do. From Mary Hall to Brianna Dry to Grand Moraine up the mountainside. We'll keep chasing this, our love so true. Forever only running after you. Now I can't wait for the children we will raise. I hope that they have your heart and you smile. Well, it used to be that home was anywhere I was, and now it's only by your side. I wanna take the longest trail with you. One that starts right when